Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Và mình là NHT Rolog anh em ơi. Chúc anh em có một ngày thật là nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng anh em ạ. Hôm nay thì mình sẽ thử dùng con tướng. Vâng, đây chính là con Acho Titan Caramel anh em ơi. Mình sẽ thử dùng nó và đi ải Nightmare. Đấy. Và chúng ta cũng chờ đón xem với sức mạnh của con Titan Caramel này thì nó có vượt qua được ải Nightmare này không em nhá. Đây, mình sẽ chọn nhà vệ sinh thành phố đây và chọn chế độ ác mộng luôn, Nightmare. Úi dồi, con này mua nó là 2.500 tiền anh em ạ. Đầu tiên thì mình chưa có tiền thì mình phải đặt cái con người nó may mắn đã anh em nhá. Mình sẽ đẹp những lượt lính đâu. Sau đó thì mình phải tiếp tục mua Santa TV Man để nó farm tiền. Như vậy thì mình mới có đủ tiền để mua cái con Titan Caramel này anh em ơi. Rồi, rất là khoai anh em ạ. 2.500 tiền một con. Này nâng cấp lên cũng mắc nữa anh em ơi. Anh em giúp mình một người một like, một subscribe anh em nhá. Cho mình kênh mình tiếp tục phát triển nữa anh em ơi. Tiếp theo thì mình sẽ phải mua Santa anh em ơi. Santa TV Man anh em ạ. Phải có con này thì mình mới có tiền mình mua cái con Caramel Titan được anh em ơi. Chứ không có tiền làm sao mua đây anh em. Mua nó đã mắc rồi, huống gì là nâng cấp nữa anh em. Những quay đầu này thì chắc chắn con người nói may mắn này sẽ giúp mình đẹp được những đợt đầu này anh em ơi. Con này đẹp khá là tốt anh em nhá. Hiện tại rất là trơn tru và suôn sẻ luôn, chưa có vấn đề nào xảy ra. Mình tiếp tục sắm thêm Santa Vivan anh em ơi. Con này nó rất là mắc anh em ơi. Mua được nó phải 2.500 tiền luôn. Chưa tính là nâng cấp anh em nhá. Mua được 2.500 tiền rồi, không biết sắc mảnh thế nào mà mua rất là khoai luôn. Thì bây giờ mình cứ tích cực nâng vào Santa để kiếm tiền nó farm cho nhanh. Rồi hy vọng là con người nó may mắn này sẽ giúp mình đẹp được đến quay thứ 10. Anh em để ý con người nó may mắn này, nó rất là rẻ thôi anh em ạ. Con này mua đâu đó khoảng tầm 2-30 game thôi. Nhưng mà anh em thấy nó đẹp rất là tốt anh em nhé, đẹp được quay đầu rất là ok luôn. Đây, anh em đang thấy mình chưa, nó đẹp quá, nó mạnh luôn anh em nhá. Lúc này thì mình chẳng biết làm gì hơn ngoài việc là mình phải tăng tốc độ đẻ tiền cho nó anh em ạ. Mình phải tập trung đầu tư vào con Santa TV Man này. Lúc đó mình mới đủ tiền mình mua cho anh em. Này, tiền lên quá lâu anh em ơi. Rất là lâu luôn. Nói chung thì nó chỉ khó khăn những quay đầu tiên thôi anh em ơi. Còn qua quay thứ 10 cái thì mọi chuyện nó sẽ khắc bột ngay. Vạn sự thì khởi đầu nan mà gian nan thì bắt đầu chán anh em ạ. Rồi bây giờ thì đã được 1.400 tiền rồi anh em ơi. Nó gần được 1/2 tiền để mình mua con Titan Caramel rồi anh em ạ. Rồi nói chung là khó khăn vãi cái trưởng anh em. Kiếm 2.500 tiền thôi mà ngỡ đâu như là kiếm 2.500 tiền anh em ạ. quá là lâu. Mẹ sắp đủ rồi anh em ơi, 2.300 rồi anh em ạ. Thôi rồi anh em ơi, sắp đủ rồi anh em ơi. Cuối cùng thì nó cũng đã đủ rồi anh em ơi. Đủ rồi, mình mua con đầu tiên anh em. Ô rồi, chiều hồi ra có oai quá nhở anh em. Thấy nó oai không? Chuối ra bắn tia laser kìa anh em. Ô rồi, phóng quá là ghê gớm anh em ơi. Con này có hai nồi tại anh em ạ. Một là nồi tại phóng tia laser, mà thứ hai là nó có cái kiểu gì nó cầm cái gậy nó gọi là nó phi một cái có cái vàng bắn ra đấy. Vậy là quái đi vào vòng tròn màu trắng của nó thì nó sẽ dùng cái gậy nó trưởng ra cục gì màu vàng anh em ơi, như điện giật anh em. Còn đi vào cái vòng tròn màu xanh của nó thì nó sẽ phóng tia laser. Con này nó có hai nồi tại anh em nhá. Theo cảm nhận của mình thì con này mắc quá anh em ạ. Số tiền để nâng cấp nó rất là mắc. Đây, không biết sức mạnh của nó đến cỡ nào nhưng mà mình thấy mua nó đã mắc rồi. Nâng cấp thì nó là càng thốn hơn nữa, cho nên là nói chung thì anh em nên cân nhắc, tại vì con này cũng khá là mắc anh em ơi. Nếu mà mua thì nó đâu đó khoảng tầm gần 2 game anh em ạ. Cũng rất là khó khăn cho những anh em cái chay. Còn những em nào là rich kid rồi anh em ơi, những em nhà giàu thì mình không nói làm gì. Con này thì nó vẫn bị choáng em nhá. Con này vẫn bị choáng bình thường. Con này mắc cấp độ của nó là level 6 anh em ạ. Và level 6 thì phải mất 18.000 tiền để mình nâng cấp nó. Cũng khá là thốn đấy anh em ơi. Không hề rẻ anh em nhá.
Hiện tại thì mình thấy nó đang đẹp rất là ổn anh em ơi, còn những quay sau thì mình không biết nó có ổn định hay không. Khi chúng mình nâng cấp nó đến level thứ 4 rồi thì nó sẽ phóng ra 2 tia laser anh em nhá. Và đến level thứ 5 thì nó sẽ phóng luôn một tia laser màu vàng nữa anh em ở dưới cái gậy của nó đấy. Sau khi nâng cấp cho nó mắc đến level thứ 6 rồi thì lượng đam của nó sẽ đến lên đến hơn 11.000 anh em ơi. Hơn 11.000 thì mình thấy nó cũng không cao anh em ạ, nó nằm ở tầm trung bình thôi, nó không cao. Đang là wave thứ 29 rồi, wave thứ 30 rồi anh em nhá, và mọi chuyện thì vẫn đang diễn ra rất là tốt đẹp luôn. Mình thấy sau khi nâng cấp nó lên level thứ 5 thì cái gậy của nó phóng ra tia màu vàng rồi anh em nhá, tia laser màu vàng luôn. Mình khuyến cáo với anh em đi những con này anh em phải đi xe với Santa và những con farm tiền anh em nhá. Hiện tại Santa là con farm tiền ngon nhất ở game rồi mà farm tiền vẫn không đủ để cho nó nâng cấp luôn. Quá là thốn anh em ơi. Vậy là mình đã vượt đến wave thứ 45 rồi anh em ơi. Và mọi chuyện vẫn đang rất là ổn, vẫn đang đẹp rất là tốt anh em ạ. Và với tình hình hiện tại thì mình chắc chắn thì với đội hình con Titan Caramel này nó sẽ vượt qua được wave thứ 50 anh em ơi. Và nó sẽ chiến thắng được ải Nightmare này. Mình chắc chắn là như vậy anh em ơi. Với tình hình như thế này thì mình chắc chắn là nó sẽ thực hiện được cái thử thách này của mình. Từ đầu game đến bây giờ thì mấy con Santa làm việc rất là cật lực anh em ơi. Nó làm việc cật lực như thế để nuôi 6-7 con Titan Echo này anh em ơi. Wave thứ 48 rồi anh em ơi, mà mình mới chỉ có 5 con Echo Titan này thôi. Và trong đó thì có 2 con vẫn chưa mắc level luôn anh em ạ. Đấy, mới chỉ có 5 con thôi mà nó đã ngốn hết khá nhiều tiền như thế này rồi. Và thì chúng ta phải gọi là đây là đội hình nhà giàu anh em nhá. Rất là tốn tiền luôn, nuôi rất là tốn gạo tốn cơm anh em ơi. Không phải là dễ dàng nuôi nó đâu. Rồi mình sẽ tiếp tục mua thêm một con này anh em ơi. Wave thứ 49 rồi anh em ơi. Và chúng ta sẽ đón wave thứ 50, wave cuối cùng. Mặc dù hơi tốn tiền một tí nhưng mà đội hình này nó cũng làm ăn cũng được anh em ạ. Chắc chắn thì nó sẽ vượt qua được ải này thôi. Mình chắc chắn là như vậy. Rồi bọt đâu rồi, bọt ra đi nào. Đấy rồi, bọt nhà vệ sinh bình khổng lồ đã ra rồi anh em nhá. Ôi dồi, nó bắn rất là nhanh em ơi. Nhanh, rất nhanh chóng thì con bọt máu tụt như tụt huyết áp luôn. Ôi dồi ơi, thế này thì ok đấy anh em ạ. Nói chung thì nó làm ăn cũng rất là ok. Ok, win rồi anh em nhá. Vậy là mình đã chiến thắng trong cái ải Nightmare này rồi. Không những vượt qua mà mình vượt qua nó một cách rất là dễ dàng luôn. Vậy là con Echo Titan này nó khá ổn anh em ơi. Với chế độ Nightmare nó vượt qua rất là dễ dàng em nhá. Vậy nếu anh em nào đi chế độ Nightmare thì nên mua cho mình con này. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Và nếu thấy hay thì anh em để lại cho mình một lượt like và lượt subscribe kênh em. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em mình ở video tiếp theo.